rồi nè. Dạ, chào bố. Nhiều cái là bố sao nó bị dội dội ra. Cái trong xã hội lại nó là thành cái tổng thể. Đối thứ qua đây là cũng là một. Nghe rõ không con? Dạ, con nghe rõ à. À, tao cũng muốn xin lên nói một cách ngay bây giờ giống như kiểu như ở phố Bình Sa TV nó đang live stream thì nó kêu gọi những người đó không đi bầu cử. Cái đó là một cái hành động mà cố ý của thằng Vũ Hoàng Lân của phố Bình Sa TV. Thì không nói gì, tại vì toàn mấy lão già cà chớn không à, tao cũng đã còm vô rồi mấy thằng này mà đợi gọi là nhân sĩ con mẹ tao nhân sĩ gì toàn là. Thì các con cũng đã hiểu rồi đó, ngay từ giờ phút này người dân Việt Nam mình phải đồng lòng và phải truyền bá những cái mà độc hại mà mình cảnh báo cho những cái giới trẻ, những học sinh, những người nào mà đủ tuổi đi bầu này kia để họ biết là cái bộ mặt thật của Vũ Hoàng Lân là như thế nào, cái phố Quỳnh Sa nó như thế nào. Rồi chúng ta đều yêu cầu lên tẩy chay cái thằng này, tức là không vào những không vào coi kênh này nữa. Thằng này cũng là một cái thằng YouTuber thôi, rồi mày phải hiểu điều đó. Và cái thằng nữa dòng trái đất TV cũng là một thằng YouTuber thôi, kiếm tiền thôi chứ không có gì cả. Nó nhân cái sự kiện này của ngày bầu cử Việt Nam nó tổ chức như vậy để thi hạ bu vào coi, bu cù bu vào coi để nó kiếm like kiếm view chứ không có con mẹ gì cả. Nhưng mà thằng này nó lộ vào ông chắc là nó vẫn là một cái cách là không có thiện cảm với Việt Nam. Mình không dùng cái chữ từ là chống cộng nhưng mình luôn nói là kiểu là nó không có thiện cảm với Việt Nam. Bởi vậy mình mới nói mỗi câu như vậy. Tao tính là tao nói nhưng mà tại vì cái thằng quỷ ông Hoàng không dịch lộn luôn má, cái thằng quỷ nó lên tiếng lên để nó lên. Thì ở đây nó kêu những ông già đâu toàn bên Âu, châu Mỹ mà toàn mấy ông già coi nhà hết gân rồi, còn đi không nổi mà. Toàn 80, 80 mấy thôi, dù má gọi là nhân sĩ, trí con khỉ luôn má. Nói chuyện tao là mà tao không có thèm đối chuyện mấy cái tụi đó. Bởi nhưng mà tao chỉ kêu gọi tụi bay lên tẩy chay cái phố Bình Sa TV và tụi bay dằn mặt các con, các cháu, các đứa mà nếu mà từ hồi xưa giờ mà yêu mến bác hoặc là yêu mến thơ quan thì nên ủng hộ những cái điều đó và lan truyền ra xe rộng rãi và mạnh đứa nào nó có Facebook á thì cứ dẹp đè đầu đè cổ ghi cái xe tuốt chữ thẳng phố Bình Sa TV cho tao. Thế thôi, đó là tao yêu cầu tụi bay bởi vì tao theo hiểu là ngày mai là ngày chính thức bầu cử Việt Nam rồi. Đúng lúc đó tao bởi vì tao nói không có cái gì mà trùng hợp cả mà hôm trước tao nói mày nó gọi thơ quan có nghĩa là tại là sao không trước không sau không năm tới không năm sau mà tại sao ở ngay cái thời điểm này nó lại xảy ra như cái chuyện này, nó có bài mưu tính kế hết mà tao đã từng nói rồi, nó không chạy đâu cả. Thì rõ ràng trong cái tháng năm này là rõ ràng là nó có những cái chuyện biến đổi về vấn đề coi như xã hội dân sự rồi nó làm cho cái cốt lõi ở đây là cái gì. Cái cốt lõi là nó làm cho xáo trộn cái xã hội Việt Nam. Đúng rồi. Mày hiểu tôi nói không? Làm cho người dân hoang mang, không biết đâu thật, biết đâu giả. Thì nói mới dễ dàng trà trộn vào. Bằng chứng, cũng tại thời điểm này, cái bà CEO Nguyễn Phương Hằng, bà Linh bà tố cáo, ông đầu tiên tôi nghĩ chắc là bà vô tình thôi, nhưng mà không ngờ nó ra cả bầy luôn. Có nghĩa là bà chỉ tố cáo Vũ Hoàng Yên thôi thì cái chuyện cá nhân của bà chuyện ta không bàn tới, nhưng mà sau khi lòi kia mà mãi ra thì nó dính vấn đề nghệ sĩ, rồi nó dính về cái yếu tố hải ngoại, rồi nó dính tới cái chuyện mà phản động, rồi nó dính cái tùm lum ra, mày hiểu không? Nó bắt đầu lòi ra. Ở đây ta không nói chuyện Vũ Hoàng Yên hay là Nguyễn Hoàng, chuyện cũ họ ta không phải mức ta không quan tâm, nhưng mà ta chỉ quan tâm là ở ta muốn nói ở một góc độ gì đó thì hiện giờ tự động nó nổi lên. Bằng chứng nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, Hoài Linh nè, rồi Hồng Dân nè, đó là những người có cái tư tưởng lệch lạc mà chống phá Việt Nam. Tao là người ở ngoài nước nhưng mà tao không có tài liệu rồi. Thì có những phát ngôn rất ư là bừa bãi rồi đại khái thì qua con Hồng Vân thì qua. Nói chung là cái đó tụi con biết hết rồi, chứ không cần phải bắt nó nữa. Có điều là ngay tại thời điểm này nó xảy ra cái chuyện đó. Cũng ngay cái thời điểm này tại là sao phố Bình Sa TV nó làm gì? Cũng tại thời điểm này tại làm sao mà trình hội nó ngừng nụ mà không có chuyện mà gì cái gì thúc đẩy gì á, không phải dân sự gì đó nó xảy ra tại sao cùng một lúc, tại sao nó không xảy ra tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm sau mà tại sao tại thời điểm này bầu cử Việt Nam. Ở đây là tôi nói là vấn đề coi như vấn đề nhạy bén, ngay tại thời điểm này nó xảy ra rất nhiều vấn đề. Thì té ra mấy ông nội này là kêu bằng giật dây đánh hội đồng, mày hiểu tôi nói không? Nhưng thì ta mới nói tụi bây giờ có nghĩa gì là nó làm vậy không ai không biết cả, không ai cũng biết, người dân con cũng không biết nữa. Mà tại làm sao ngay từ thời điểm này
có một cái thằng đạo diễn lão làng đủ đã gọi là đạo diễn rồi, mà viết kịch bản các cái còn phát luôn một câu được đọc, nói chung là chọc máy đen chi nó xã hội nó sôi lên, mày hiểu không? Không có cái gì giống kiểu rồi nó đủ mấy giống kiểu như Quang Nguyễn đủ, không có, không có làm cho nó có để kiếm ăn đủ. Thằng này đạo diễn cả một cái vấn đề, một viết dài trong kịch bản mà phát ngôn một câu rượu má, coi như nghệ sĩ không cần khán giả rượu, mấy mà nghe thấy rượu hay là mà chỏi thấy mình biết thấy nó có cái gì đó kỳ kỳ đó, không ai dám, là không ai dám nói câu đó cả, kể cả những cái gạo, kể cả những cái gạo, những cái nhạc sĩ hoặc là những người mà thuộc những dạng lão làng thế giới, chẳng hạn như Michael Jackson nè, mà ta kể một dọc những cái ban nhạc lừng danh thế giới, Dire Straits là Scorpion nè, rồi những cái ban nhạc như Eagle, những ban nhạc lừng danh thế giới chưa bao giờ dám hỡi một người nói một câu như vậy, mà rồi mấy thằng Việt Nam mà nói tỉnh bơ rồi nó nói giống như kiểu gì trong như vậy, thấy không? Nó là xác động chính trị, có là xác động làm cho cái xã hội mình bất ổn. À. Cái đủ mới đúng. Con xin lỗi bố chút xíu, con xin chia sẻ mấy câu này cái. Cái này theo ý Thơ Quang nha, theo ý riêng của cá nhân Thơ Quang á. Cái chuyện bầu cử đúng không? Chỉ còn có mấy giờ tiếng nữa là xong, và mọi người là Thơ Quang nghĩ là đâu vào đó hết rồi, cũng ổn hết rồi. Không, người cũng không đến đâu đâu. Nhưng mà ở đây khoan, con nói với mọi người là chúng ta đừng nên chia sẻ cái like của Vũ Hoàng Lân đi nữa nha. Không chia sẻ. Không có chia sẻ, nhưng mà dạ, không chia sẻ với bất cứ gì hết. Giết xe tút chửi. Hiểu con nói không? Đó, chắc không có chia sẻ. Đó. Ý tao muốn nói là những người nào mà thương mến tao, thương mến Thơ Quang mà từ xưa giờ mà theo dõi tao, thì tao có một lời động viên, các con cứ lên Việt trang nào, đứa nào là đứa đó giết xe tút chửi thằng vô hơn cho tao, hoặc là giữ chửi phố bên sao, tẩy chay đó, không được quyền vô. Đó, đó nói chung là vậy. Là bởi vì tụi này nó hèn hạ, nó đốn mạc đến mức độ là nó thua chó. Tự nhiên bây giờ đủ các bạn thấy rằng cái con chó chết với con người mà nó cũng đổ, nó cũng thổi phồng lên, cũng có chủ mưu hết. Nói chung là cũng có chủ mưu. Cái con chó với con người hai cái nó khác một trời một vực. Mẹ nó không có cái chuyện gì phải là thằng đàn cả. Bắn con chó chết hoặc là người ra tòa án các cái ta làm được hết, chuyện nhỏ nhưng mà nó cũng thổi phồng lên. Đó là cũng có cái chuyện mưu của nó. Cái là cái gì nó cũng thổi phồng lên đến chi để tạm gây xáo trộn của cái xã hội. Nhưng mà gặp tao là chết, gặp tao là tao chữ sát bếp, tao nói là chó hả, đủ vô rửa bẩn hết, đủ má xả mắm tôm hết, chung chưa? Dạ cày, dạ cày. Cày nó kiếp gì hết, đủ má đừng có dẫn cà chớn. Còn cái thằng Lũ Hoàng Lân này đủ là từ mặt nó ra, các con nên giết xe tút, mỗi người mỗi giết xe tút 100 đứa cái xe đi kêu lên án nó cho tao. Là bởi vì chính thằng này bây giờ nó lộ mặt ra, mình ra mấy bút tẩy chay nó không có vô coi nữa. Và cũng đừng bao giờ nghĩ nó mong về Việt Nam được biển. Bắt đầu từ phút này bắt đầu nói xấu nha. Qua cái sự kiện này bắt đầu nó bôi móc nó xấu gì ra rồi coi. Y chang mà chẳng tao đi tao tiên bắt đầu ra đó làm về. Chứ không có chạy đâu hết trơn trời. Cái mà thừa nước đục thả câu. Đủ mà mời tưởng gì mời cái thằng Quy Chuyên Đàn là cái thằng mà đủ thằng Tèo nó chửi mấy bữa nay. Nó chửi tài đây mấy tháng nay. Nào là trai gái tiền bạc rồi chịch chạc gì đủ má đâu bên ta đang mời lên luôn đâu má, thằng nó không có mở đứa nào mà có đàn bạc, kể cả một cái đám ô hộp ngồi ở trên cái đâu cái diễn đàn của thằng kia chưa thấy có thằng nào học vị gì mà coi ngon lành cả, toàn là đi không nổi, không đi không nổi thì kêu bằng là lết lát đi qua bên Thái Lan đi đụng rác không để đủ má sao không ngon không dẫn tao đi đủ khổ vậy nó đủ mệt vậy. Thành ra tao lên tao nói một vài câu thì bị ngay tại điểm này. Coi như là Việt Nam mình cũng đã bắt đầu ngày bầu cử thì các con thứ nhất lên bầu cử đầy đủ và tẩy chay phố Bình Tra TV cho bác. Ok yeah. Không đâu nói với mấy lời vậy cho các con các cháu nghe thôi. Yeah. Rồi ok con vậy đó. Yeah. Rồi bố xuống yeah, bố.